Hello, chào cả nhà. Trong 5 ngày qua hai vóm đã đi hái cà phê ở dưới vườn á. Bây giờ về phơi cả nhà. Nhưng mà cũng cái quy trình cũng phơi cũng hơi cực lắm. Để hai vóm quay toàn thể cho cả nhà xem nha. Sau 5 ngày hai vóm được hái được bao nhiêu bao đây cả nhà? Chắc khoảng hơn 20 bao, khoảng 600 kg á. Khoảng 600 kg. Bây giờ hai món phơi. Cái quy trình cũng cực lắm cả nhà. Khi mà cái tươi này nè, hai món hái về rồi bắt đầu đi phơi. Khoảng 420 kg này ra được 100 kg khô. Khoảng 3,2 triệu á cả nhà và các bạn. Nên là đầu tiên là phơi cái này để cho được khô, tương đối khô là khoảng 7 ngày, 7 nắng, không mưa cả nhà và các bạn. Rồi xong ủ khoảng 3 ngày. Rồi ra phơi tiếp cho khô đến khoảng 15 độ. 15 độ là hoàn thiện. Là trong vòng khoảng từ 12 đến 15 ngày, 12 ngày là nắng tốt, 15 ngày là có bữa mát, có bữa nắng cả nhà và các bạn. Cứ muốn được 3,2 triệu thì qua cái giai đoạn chăm sóc, tưới rồi hái rồi bây giờ về bắt đầu phơi mười mấy ngày nữa. Trong cái một cái bạc khoảng 420 kg là 4×2 ra được tươi á, còn ra được khô chỉ 1×3,2 triệu thôi. Kiếm được 3,2 triệu không dễ đâu các bạn và cả nhà. Kiếm được 3,2 triệu rất cực, cái quy trình nó rất cực. Nên người nông dân là chỉ có được cố gắng và cố gắng thôi. Còn không có thu nhập hàng tháng, chỉ có 1 năm 12 tháng một mùa vụ để mong được như đây thôi. Mong được cái số lượng cà trong vườn. Nhưng mà trong vườn thì năm nay cũng dự đoán khoảng 12 đến 13 tấn tươi. Có nghĩa khoảng chừng 3 tấn hoặc hơn 3 tấn khô chút xíu. Trung bình tổng thu nhập cũng khoảng trên dưới 90 triệu trên một năm. Mà nếu mà tính ra từ công thì không vào đâu cả. Nếu đi thuê người thì lỗ, không đi vào đâu cả.
ha. Cả nhà và các bạn xem, nãy giờ hai móm nó trải ra rồi, đang bàn rồi để mình cày lên cái luống để cho nó mau khô. Đây cực lắm cả nhà và các bạn, phơi bạc này trong vòng, nếu mà hoàn thiện, nếu mà trời hồi nãy hai móm có nói là khoảng 12 ngày nếu mà trời nắng đẹp đều, nhưng mà đây buổi chiều thì cào dòm lại, ấp bạc lại để cho khỏi sương và trời mưa, còn buổi sáng phải cào ra cũng cực luôn các bạn. Nếu đóng bạc này chắc cũng khoảng trên 600 ký tươi đó các bạn, là khoảng 130 ký khô các bạn. Nói chung mà luôn cái bạc này mà phơi tiếp 12 ngày nữa cực khổ, trong một năm nữa là cái bạc này cũng khoảng được gần 5 triệu đó các bạn. Nghề này cũng khổ mà nghề nông dân cũng càng khổ hơn đó các bạn. Đây là cái bạc thứ hai của cái hái tỉa thôi, chứ không phải hái xô, hái tất cả cái vườn. Nếu hái tất cả vườn thì cái sân nhà hai móm sẽ phơi đầy nhóc luôn á, phơi hết luôn. Đây giờ còn trống các bạn, còn đất trống nhiều lắm, có nghĩa là phơi cũng được đến 4 đến 5 bạc như vậy, nhưng mà mỗi lần phơi khoảng 500 ký tươi, là khoảng gần 100 ký rưỡi khô. Làm luống lên để cho nó mau khô các bạn. Chào cả nhà, hai móm để trả xong, để làm phơi xong rồi cả nhà, đang nghỉ mệt.
chúc cả nhà vui khỏe, cả nhà cảm thấy thích cái nông dân chân chất này thì cả nhà đăng ký xem cái clip tiếp theo nhé, và có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem, ủng hộ kênh của Hai Móm nha cả nhà. Hai Móm đang nghỉ mệt, bắt đầu buổi chiều nay và ngày mai hái tiếp, mới hái tỉa thôi cả nhà. Có thể mai mốt đi xuống đánh lưới cá thác lát để ăn với khổ qua rừng. Lát khổ qua rừng nhiều lắm cả nhà. Nhà nông dân này không có cái gì thì tiền bạc kìa cả đâu, chỉ có những cái hàng đồ sạch thôi. Mướp khổ qua lá trái khổ qua rừng. Cả nhà ủng hộ kênh Hai Móm nha. Hai Móm tạm ngưng cái cô giáo đây ở đây. Hai Móm đang đứng chỗ mấy cây cà phê đây. Trời nắng quá. Chào cả nhà, chào các người thân yêu, chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới làm việc mạnh khỏe. Thank you.